hợp đồng được gọi là hợp đồng nguyên tắc, và mỗi một cái đơn hàng em gửi cho họ, cái đấy được gọi là phụ lục hợp đồng. Vâng. Trên cái phụ lục hợp đồng mình phải ghi rõ điều đó. Nhưng mà thông báo với em là tất cả các xưởng nhỏ nó cũng chả hiểu cái điều đó, nó cũng y như em. Và bây giờ chị phải làm nào mà chị phải kéo phải hàng phải vài chục nghìn xưởng vào chắc nó mới hiểu được. Vì cái lượng mà người ta hiểu được rất là ít, nó có những cái xưởng như chị này nó có mấy nó không đáng kể, những người hiểu nó không không có nhiều. Họ chuyên cung cấp cho bọn em xuất khẩu thì đa phần những cái xưởng nó cũng không quá lớn, còn đâu lại đa phần là người ta lại không hiểu, những xưởng nhỏ nhỏ người đang làm họ đều không hiểu. Nếu họ không hiểu mà em cũng không hiểu thì người dính hậu quả là đấy em bảo. Thì đúng rồi đấy, thế nên là mình là bán hàng mình phải là nhiều. Vâng. Ở điều đó thì là em sẽ chưa ở đó nghĩ rõ gì. Một số dòng vải tôi cho phép dây màu, một số dòng vải cho phép ra màu, nhưng mà quan trọng là ra bao nhiêu thôi. Nghĩa là mình cho phép cái pha ra, em lấy một cái cốc nước thủy tinh ấy. Thì khi em lấy cái cốc nước thủy tinh ấy thì mình sẽ chị em lên trong được, em vào trong kênh YouTube chị đi, và chị hướng dẫn cho em tự xem cái đấy chuyện chị có rồi có sao em học thôi. Em vào trong cái danh sách phát đi, danh sách phát rồi, trong cái danh sách phát ở đây thì nó lại có một cái là rồi kiến thức vải thun. Thì trong cái kiến thức vải thun của chị chỉ có mấy video thôi, thì em sau này em sẽ những cái nào liên quan đến vải thun thì sao nào, em sẽ xem cho chị 5 cái video là kiến thức cơ bản về vải thun này, vải thun và những kiến thức này. Đấy, em sẽ xem cho chị những cái video này, vì những cái video này của chị cái lượng xem rất là cao. Đấy, em sẽ xem chị những cái này, những người đa phần là những người như em ấy, là người không có kiến thức thì mọi người sẽ xem những cái này. Vâng. Xem xong cái này thì em sẽ biết cách test, có một cái video của chị là cách test độ phai của vải thun, thấy chưa? Rồi. Test cho chị như vậy để xem về độ phai, lấy một miếng vải trắng và một miếng vải màu và test nó như thế. Thì ở cái video này chị hướng dẫn rất là kỹ, em sẽ xem đấy. Vâng. Và những cái kiến thức cơ bản là liên quan đến nó có những kiến thức về vải thun chưa, thì đấy cái đấy em nghe nó có những cái thành phần vải gì, sau khi em muốn nghe hết trong cái này thì bắt đầu em đến công ty của chị em xem các loại vải, sau đó em xem là cái vải gì em nhập được mà em sử dụng tiếp tục ấy, em có thể lấy vải sẵn đấy, sau đó là về mình thiết kế các cái mẫu khác nhau thôi. Sau đó nếu mà sau khi em học xong cái này xong nhé, học hết này đi, vì em phải học xong cái này, sau đó là em học xong cái này nhá, thì chị em sẽ báo cho chị sẽ gửi cho em cái tiêu chuẩn, lúc đó em đọc học các đồ hiểu đấy. Đó, cơ bản. Sau đó em tiếp tục cái danh sách phát thứ hai này, em sẽ vào cái kiến thức ngành may về ODM FOB. Và đây em sẽ xem một số video liên quan, em có thể xem một cái video mà một tiếng này này thì nó sẽ đủ hết, không thiếu cái gì. Rất là thật luôn. Sau khi em xem xong hết cái một tiếng này thì bắt đầu cái kiến thức của em về xưởng may, bắt đầu em sẽ mường tượng ra cái cách làm việc xưởng may như nào, cách làm việc với khách hàng với cái xưởng làm ODM như nào để an toàn cho em. Em sẽ xem cái nào mà em thấy là em liên quan đến em thì em sẽ vào, em click vào và em xem. Cái một tiếng thôi chị, gia công quần áo thời trang đó. Kiến thức ngành may này, gia công quần áo thời trang đúng không đó, mặc hoặc là tất cả cái trên là lưu ý cái cách làm việc với xưởng may gia công. Vì nếu mà mình mà không hiểu ấy, lúc mà em làm em dễ mất tiền. Ngày xưa chị cũng đi gia công chán, chị có xưởng may, nhưng vấn đề là ngày xưa chị bán buôn nhiều ấy. Bây giờ tôi cứ ở hậu trường rồi, chứ còn nếu mà bình thường bán buôn nhiều không nhiều lắm, gia công nhiều, có những xưởng rất là ok, nhưng có những xưởng của em nhá lanh tráng nghìn công nhân, nên là cứ cẩn thận, đừng vào cái nghìn công nhân của mình mà mình thấy là công nhân lại yên tâm. Vâng. Có những cái là mình cũng đứt phần phật luôn đấy. Khi mà như này thì ở đây thì bản thân chị cũng là đây là những cái có những cái video nó cũng không liên quan đến em, có video nào liên quan mình thì mình xem không? Vâng. Thì em sẽ xem, sau khi mà em xem hết những cái này xong bắt đầu em hình dung ra nó như thế, nó như kia, như thế nọ. Sau khi em hình dung ra những cái này xong ấy, thì em sẽ bắt đầu là em sau đó là em sẽ qua công ty chị sẽ ok hơn. Đấy. Còn để chị sắp xếp, nếu mà chị sắp xếp mà chị có thể là dạy trước 1-2 hôm, mọi người sẽ có một cái kiến thức cơ bản, một kiến thức mà kiểu nó giúp cho mình có kiến thức mình dễ hiểu hơn ấy. Vâng. Như chị mà làm cái khóa kia là vẫn là ODM đúng không chị? Đấy, khóa đấy thì là cái đấy mà như ấy thì kỹ thuật chị kỹ thuật của em đi làm đi học thì hơn, hợp lý hơn. Đi học nhưng mà vấn đề là em lại là phải là người hiểu. Mình làm trong ngành bắt buộc mình hiểu để làm gì, hiểu về mặt nguyên lý. Mình là người lãnh đạo, mình không cần hiểu về mặt chi tiết. Nếu mà để hỏi chị có hiểu về chị có hiểu về kỹ thuật không, chị không hiểu về kỹ thuật nhé, cả lớp chị không dạy về kỹ thuật, mà là chị dạy về vấn đề tư duy. Nó chỉ là vấn đề tư duy để người bình thường cũng làm được ấy. Thế nếu mà kỹ thuật may các trường họ dạy đời thì mình dạy làm gì? Được. Mà cái này mình chỉ dạy tư duy, cách làm việc với xưởng may như thế nào, cái cách mà để mình có thể hiểu được cái giá vốn sản phẩm, cái này em phải hiểu chứ. Và tất nhiên trong kỹ thuật của em cũng phải hiểu. Thì để chị sắp xếp, chị sẽ dạy một buổi online trước, mọi người có học. Nếu mà lượng người mà muốn học đông
thì mới tổ chức offline và không thôi, không quan trọng đâu. Thì khi mà mình làm việc với cái chúng ta sẽ làm ra những cái như này, thì khi em học thì chị hiểu cái vấn đề của em rồi, ok hiểu vấn đề này rồi, thì em sẽ chị đấy gửi cho em cứ xem trước video nhá, sau đó chị đấy gửi mẫu hợp đồng, chị đấy gửi cho em cái mẫu hợp đồng, chị đấy gửi cho em cái hoặc giá vốn của sản phẩm thế nào là hợp lý ấy. Thì quan trọng em đang mua vải mà, em đang tự mua vải mà, thì cái đấy em đang kiểm soát được vải mà, thì đương nhiên hợp lý thì em đã biết rồi còn gì, chỉ có giá ra công lý đấy em tâm tôi, chứ còn em tự mua vải mà. Ừ, đấy tức là nói chung là em muốn tính và một giá cái vải như thế nào là hợp lý thì em tự cắt mà, chứ người ta có cắt đâu mà. đấy, cái mục đích của em là em muốn làm cái xưởng để em biết được như thế nào hợp lý sau khi mà em đẩy đấm đẩy hết, tức là Em đang em ra đẩy ngoài em cắt và em hoàn thiện rồi mà, thì em tính được giá vốn rồi còn gì. vâng, nhưng mà ý ý là cái việc đấy là em đang tính được với thực tế rồi, thì cái việc về sau là em sẽ đưa ra một cái con số hợp lý cho chuyển giao cho người ta làm, Đúng rồi, nhưng mà em quá làm gì, thế cái câu giá vốn hợp lý em đâu có vướng đâu. vâng, cái giá vốn thì mình cũng tính được hết. Có nhiều người không làm như em họ bị vướng, như em chỉ quan tâm là giá gia công thế nào là hợp lý thôi, chứ Ừ, vâng. còn hợp lý khi mà em làm hoàn thiện cả cái quả ODM ấy. Từ dậy ví dụ bây giờ em tổng giá của em đang làm ra là ví dụ thôi nhá, là 100.000, Vâng. mày là ODM đã chấp nhận cho mày cộng thêm khoảng em phải biết cái này này, đấy là lợi nhuận ODM cho xưởng may bao nhiêu là hợp lý, thì đấy mới là cái em quan tâm, vì em thấp quá nó không được làm. Đúng rồi, tức là con số hợp lý thế em không muốn, Cần phải em biết không được muốn là lợi nhuận ODM bao nhiêu là hợp lý cho xưởng, thì khi đúng em rồi. này thì em cho người ta và em sẽ biết em tính được. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, cái em muốn là em muốn tính cái đấy vì em tính được cái đấy, em cũng tính được, mà có một cái là chuyển đi thì bao nhiêu là nó cân đối hài hòa giữa hai bên cho nó hợp lý. Nhiều cái vấn đề em đang gặp phải mình sắp xếp thế nào với khóa học, thực ra là có khóa học học anh chị em trong nhóm, em có đang ở trong nhóm không? Ừ. Nhóm thực chiến đâu gì, Đó, em đấy có trong một cái nhóm thực chiến. nhóm đấy thì đến thứ ba thứ hai tuần sau chị sẽ dạy miễn phí cái khóa học liên quan đến 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 lập mô hình kinh doanh, cái lập mô Vâng. hình cái bản đồ chiến lược ấy, mô hình Canvas ấy. Em có nghiên cứu cái mô hình này không? Canva em mới học qua thôi. Quan trọng là mình nghiên cứu kỹ thì câu tối thứ hai sau em cứ vào học Vâng. cái khóa học liên quan đến đến cái này, thì cũng đang rất là nhiều người đang muốn hỏi chị này, nhưng mà khi mà là cái đội xưởng cũng vào em ạ. À, thế mình vẫn ở trong nhóm đấy là những cái người xưởng người ta vào cũng nhiều, người ta cũng muốn biết được là cái lợi nhuận của người ta rồi mọi thứ là bao nhiêu ấy. Ôi, cái đấy công khai cho mình, Ừ, sợ thì gì nó công đâu. khai, Vâng. thì khi công Công khai cho khai mọi người đều biết hết là mức. bên, vâng. Em nghĩ hợp lý, bởi vì bên bên sản xuất người ta cũng cần rẻ, mà bên bên gia công bên xưởng thì có lợi nhuận, hai bên nó Phải điểm hợp lý giao với là nhau em ạ, nó phải hợp lý với nhau chứ không phải là mình vâng. là thằng kia thích cao không có Vâng. thích, mà nó có Đúng điểm chung. Có phải là hai bên em với cả bên kia đều quan tâm là lợi nhuận ODM bao nhiêu là hợp lý cho rồi. xưởng, Dạ, đúng. đúng, Hợp cái lý, đấy mới hợp là lý. cái quan tâm chứ không phải là cái giá vốn. Nhưng mà có những người ta sẽ quan tâm giá vốn vì người ta không cắt, người ta không mà hoàn thiện như em mà không biết rồi, hiểu vấn đề rồi. Ừ. Ok, Nhưng em có một cái là người ta báo mấy em biết là đắt. bây giờ em làm như này rồi thì em biết rồi. Ừ, biết là như thế nào cho hợp lý để mình hướng tới, mình bảo như thế là đẹp rồi, hai bên hài hòa Đúng rồi, đưa hài được cái hòa. lợi. Ừ. Quan trọng là mình biết được phần trăm là bao nhiêu lý cho xưởng, thì mình là người cảm chủ cuộc chơi, Được, đấy nhất là cái mình chính làm chủ này được cuộc chơi. hướng tới mình chủ động thôi, chứ còn không là bị động, nhất là kiến thức, em bảo kiến thức không Mình khó. đúng, phải biết thế chị mới bảo em là em phải học. Thực ra là ai làm đã làm ngành rồi là em phải học, thực ra không, mà ai cũng phải học đấy. Em biết không, chị làm như này mà 1 năm qua chị đi học, 1 năm qua chị đi học và nghiên cứu, 1 năm qua chị học và nghiên cứu thôi, 1 năm qua học và nghiên cứu liên quan đến sản phẩm, Sản phẩm. cả sản phẩm cả chiến lược kinh doanh 1 năm qua đi học. Chiến Nhưng mà mặc dù là trước mình đã có 10 mấy năm trong nghề rồi, nhưng mà chị nghiên cứu về chiến lược nhiều hơn, lược quyết định nhiều, quyết định cả tất cả mọi thứ. thế nên tại sao chị mới dạy cho mọi người về cái xây dựng mô hình kinh doanh ấy. Bởi vì nếu sai cái đấy là thôi coi như chỉ cần sai cái đấy thôi thì coi như là nó đã sai.